Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách thiết kế một cái chấn lưu rẻ tiền. Sở dĩ là mình nói rẻ tiền là bởi vì mình tận dụng cái lại cái chấn lưu của một cái bóng đèn compact, nó bị vỡ cái phần thủy tinh, cái phần đuôi, để mình chế sang cái chấn lưu của cái bóng đèn huỳnh quang, bóng típ, loại bóng dài. Bởi vì cái bóng dài thì mình có thể thay được, còn cái bóng đèn compact thì khi nó bị vỡ thì chắc chắn là vứt luôn cả. Thực ra thì cái bài mà để mà sửa cái chấn lưu với lại chế một cái chấn lưu siêu bền thì có lẽ mình sẽ để dành hướng dẫn bài sau, nếu như mình có hứng thú. Vì thế nếu các bạn mà muốn theo dõi bài sau của mình thì các bạn hãy đăng ký và chờ đợi. Còn cái bài hôm nay mình muốn các bạn tận dụng cái chấn lưu của cái bóng đèn compact nó bị vỡ phần thủy tinh, để thay vào cái chấn lưu của cái bóng đèn huỳnh quang. Thì cái bóng đèn compact nó có nhiều loại, có loại 20W, loại 35, 37, 40W. Cái loại to to đó thì là nó tốt, thì công suất tốt, và công suất cao thì mình chế vào cái bóng đèn huỳnh quang dài 1m2 thì nó sẽ rất là bền. Còn cái loại chỉ có 20W thì các bạn cũng chỉ nên đấu vào cái bóng đèn huỳnh quang 60 phân thì nó cũng sẽ đủ công suất. Bởi vì tại sao lại phải làm như vậy? Bởi vì nhiều cái bạn là muốn tận dụng lại. Thực ra thì với những người có tiền thì người ta cái chấn lưu bóng đèn huỳnh quang thì nó chả là đáng là bao cả, mua về thay là ok thôi. Nhưng mà với một số bạn thì vẫn khó khăn thì nên tận dụng lại. Bởi vì mình nghĩ rằng là bóng điện ở trong nhà thì nó luôn luôn bị cháy, và như mình cần nhiều số lượng bóng nhiều mà mình đi mua, nói chung là mình cũng cảm thấy rất là tốn tiền. Vì thế là mỗi lần mà hỏng hay là bị cháy hay là bị hỏng cái chấn lưu đèn huỳnh quang thì mình thường thường giữ lại. Nếu như mà nó hỏng nặng quá, ví dụ như cái bóng đèn huỳnh quang 1m2 nó bị cháy, bị hỏng cái chấn lưu, nó bị nổ hai cái, nổ toét toét hai cái con đèn, thì cái công mình sửa nó là tương đối là nhiều, rất nhiều, và lại linh kiện thì cũng hơi khó. Thứ hai nữa là sửa cái mạch đó nó cũng cần phải có cái sự chính xác cao, vì đó là cái mạch kích. Nên là nếu như mà nó hỏng mạch nặng quá thì có lẽ là cũng không nên sửa, làm gì cho nó tốn thời gian. Nhưng mà vẫn có thể sửa được chứ không sửa được. Thì nói chung là những cái vấn đề này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ở cái bài sau. Dù sao thì một cái bộ chấn lưu của nó thì cũng là bây giờ nó cũng cả 100.000 rồi, càng ngày giá nó cả nó càng đắt. Còn bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tận dụng cái chấn lưu của bóng đèn compact chuyển sang chế độ của là cái bóng đèn huỳnh quang. Thì cái bóng đèn compact nó cũng có ra bốn cái đầu dây ở cái bốn cái cọc như mình tháo ra đây, và nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bạn thấy bốn cái cọc của nó tách biệt ra hai bên, mỗi mỗi bên hai đầu, thì các bạn chỉ cần nối dây điện vào đó là được. Ở hai cái đầu sát nhau thì các bạn nối vào một đầu của bóng típ, còn ở hai đầu sát nhau phía bên kia thì các bạn lại nối vào hai đầu của bóng típ bên kia. Và trong quá trình nối thì các bạn phải đo đạc cái đường dây là sao cho nó vừa, không dài quá thì nó sẽ vướng mắc, và các bạn
thiết kế cái chỗ để cái mạch điện nó cho nó gọn gàng. Các bạn có thể để ở trong cái chấn lưu hoặc là có thể là để bên ngoài cũng được. Thì đơn giản như vậy thôi, là các bạn đã có một cái bộ chấn lưu của bóng đèn hình quang tận dụng lại. Chính vì thế mình mới nói là nó chấn lưu giá rẻ là như vậy, tức là mình tận dụng lại. Và các bạn nếu mà cái chuyện kiếm được cái chấn lưu đèn hình quang bóng vỡ thì cũng dễ thôi, nhiều người người ta dùng công ấy thì người ta vứt đi, thì mình lấy mình làm thì nó cũng đơn giản. Nhưng vấn đề là các bạn phải có cái mỏ hàn. Nếu các bạn không có cái mỏ hàn hàn bằng 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 cuộn dây hàn bằng điện thì các bạn dùng cái mỏ hàn nung, tức là cái mỏ hàn nung nó bán cũng rất là rẻ mà rất là tiện, rất tiện lợi. Và cái mỏ hàn nung có một cái ưu điểm là nó nóng rất mạnh, nhưng nó có cái nhược điểm là nó lại rất là lâu nguội. Nhưng nếu như các bạn mà sửa chữa đơn giản thì chỉ nên cần cái mỏ hàn nung là đủ, không cần phải cái mỏ hàn điện. Mặc dù cái mỏ hàn điện thì bằng cuộn dây thì nó nóng nhanh, nhưng mà nó không thể nóng bằng mỏ hàn nung được. Cái thứ hai, mỏ hàn điện thì nó đắt tiền hơn một chút. Thế thôi. Và sau đó thì mình lắp vào và nó đã chạy.